Ừ đúng rồi đây, bà bị đau lưng đấy. Bà bị đau lưng đấy. Ờ cái này bây giờ nó lại không biết bật kiểu gì thế này. Không biết bật đèn flash kiểu gì ấy. À, cái Facebook này nó không biết bật đèn flash kiểu gì, buồn thơm lắm. Con này là con TikTok, lâu lâu lắm mình không like trên TikTok nên chả biết thế nào. Nhiều cái mẹ gì này. Ơi, qua cái PK với kiếp nữa chứ mình còn chưa tận dụng hết những cái này. Với tiêu chí này thì ta loại cây nấm bắp đầu tiên và đưa chân xuống hết màn hình. Quản trị viên chủ đề. Mà TikTok vẫn chưa có đèn flash. TikTok vẫn chưa có đèn flash. Ờ không biết là bây giờ có người đã đến cái chế độ hết nghỉ Tết chưa đây. Hôm nay con thằng em Lâm gọi đi để bắt đầu rồi nhưng mà đây cho các ông xem. Cho nó vui cửa vui nhà. Cái kiểu bây giờ đang xuống cây. Đây bọn trẻ con đây. Bọn trẻ con vẫn đang ngồi ăn cơm đây. Cho mọi người xem cái cây nhài Nhật. Nó thơm mà nói chung là nếu mà so với cái mộc hương mà cùng cái vanh này là nhài Nhật nó còn đắt hơn. Cho nên là chẳng qua là mọi người trong cái tư tưởng của mọi người chỉ biết mộc hương cho nên là cứ bảo là cái mẹ gì lùa gà với thế nọ thế kia nhưng mà phải biết là cái nhài Nhật này cùng quy cách như này nó còn đắt hơn. Nó đắt hơn mộc hương. Nó kiểu nó do cái độ hiếm của thị trường. Dành cho các ông nào gọi là nơ tơ mơ mà nói thì là ví dụ như cái vanh này mà như mộc hương là còn rẻ hơn đấy. Mộc hương luôn. Chỉ có bọn nhỏ hàng đi chợ hàng rau ấy, hàng làm gì có mà ấy. Hàng to như này hiếm mà xong rồi cái đợt ý khai thác ở trong Nam. Trong vùng Đà Lạt Lâm Đồng cái loại mà to như cổ chân đi. Xong rồi thoát 70 phân về ở đấy là chắc là điện thoại của các ông nát đấy. Tôi xem là cái mạng này nó đang là cái gì đây. Ừ đấy rồi, đúng cái này cái wifi này như kiểu là nó ở tầng dưới ấy, đợi tôi tí. Con iPhone 8 này phải cho sang cái wifi. Đúng rồi, thôi được rồi. Chắc là do mạng này lấy kiểu lấy wifi ở trên cái tầng kia. Đấy cho nên là cho mọi người biết là cái hình thế của nông nghiệp nó là như thế, chẳng qua là các ông kiểu lơ tơ mơ, sợ nhất những ông lơ tơ mơ. Trong cuộc sống của mình là tất cả trong các chuyên môn thì nói thật ra là sợ nhất những ông lơ tơ mơ. Tức là như kiểu là các ông không hiểu gì ấy thì hay phán là lùa gà mấy cả đắt như giá vàng mới thế nọ thế kia. Nhưng mà đôi khi mà nói thì ví dụ như là cây nhài kép cũng thế, nhài kép nó cũng đắt. Nhài Nhật này cũng đắt. Thì trong một trong ba thứ mà tôi có nói với mọi người rồi đấy. Một trong ba thứ mà tôi nói với mọi người, cái thứ nhất là cái nhài Nhật này. Mấy cái thứ hai là cái mộc hương này, cái thứ ba là cái nhài kép. Xong rồi các ông nơ tơ mơ mà nói kể cả trong giới cờ bạc cũng thế. Thì là người ta gọi là người ta ta ấy nhất là cái bọn gọi là nơ tơ mơ. Và thợ thì thợ hẳn đi nhưng mà cứ lơ tơ mơ theo kiểu tiến bịp thì chả phải là bịp. Nhưng mà mình cũng biết biết về tiến bịp là cái video đầu tiên của nó là cái video gọi là ví đổi bài. Nó là cái khu giáp mấy cả bọn Quảng Ninh mấy Hải Phòng ngày trước này, nó giáp mấy cả bọn Trung Quốc thế là nó. Những cái đồ cờ bạc mấy các cái đồ công nghệ là hầu như là nó cũng bắt kịp, nó gọi là nó đi trước người kinh mình. Đấy, mộc hương này. Mộc hương mấy cả nhà Nhật. Nhà Nhật này thì nó thơm. Còn cái mùi thơm thì nói chung là nó tùy theo từng người cảm nhận nó thế nào. Nhưng mà cảm giác là cái nhà Nhật này mà nó thơm hơn cả mộc hương. Nó thơm hơn mộc hương. Và ngày xưa thì mình cứ nói về cái vấn đề nhà Nhật này thì
thì là các con rời kiểu lơ tơ mơ, các con rời chả biết mẹ gì, vào lại còn bảo là nhài cổ còn không ăn ai, mới nhài ta còn không ai ăn ai nữa là nhài Nhật. Không phải là cái nhài Nhật này nó xuất phát từ bên Nhật đâu, mà là cái nhài Nhật này nó tên nó giống gọi là Nhật, nhài Nhật. Còn chả biết là cái tên khoa học, nếu mà nói chính xác ra một cái điều thì phải nói thật ra là phải tìm cái tên khoa học, tên quốc tế để gọi là cả thế giới người ta công nhận cơ. Nó như cái cây này là đẹp này. Mỗi tội là cái này nó không có đèn. Còn ngáo ngơ này. Ơ có con. Ừ đúng rồi. Để tôi xem nào. Tôi lâu lắm rồi tôi không. Ơ đâu. Cũng 4 5 vạch bình thường này. 4 5 vạch bình thường. Cái này cái thủy nó mới ấy chứ tôi cũng không nắm rõ được cái giá đâu. Mày báo giá sơ qua đi xem nào cái. Bao nhiêu? 500k. Cái này á, nhà thật đấy á. Ừ. Bán rồi đâu? Bán hết rồi à? Rồi. Không còn cây nào à? Không. Mẹ 3 triệu một cây. Khách mua cả 5 cây. 3 triệu là bán rẻ đấy. 3 triệu. 3 triệu như này mà trồng thì được bao lâu thì được cái con bọn này nhỉ? Con này 35. 35 hết được. Mẹ Tiến Trà ngày xưa còn trồng còn phọt cứt. Vâng, cái ruộng ông Tiến Trà ông ấy trồng nhỉ? Cái loại này 35 không hết đâu. Nếu mà 35 may ra được như cây may ra thì được cây nào. Chứ mà 35 như ông Tiến Trà ông ấy trồng cái ruộng này tôi cũng không nhớ đâu, tại vì mọi người thường hay hỏi tuổi. Nhưng mà khi mà mình ấy mình có nhớ ngày mẹ nó đâu. Cho nên các bạn cứ hình dung à. Mộc Hương á. À? Mộc Hương báo giá đi. 500k thôi, quá rẻ luôn. 500k là cái bọn này à? Ừ. Hình như còn một cỡ nữa cơ mà. À 500k giá xỉ nhá. Cái gì nhỉ? Đang nói cái mẹ gì lại quên mất rồi. Nó cứ bảo là người nghiện ấy hay quên rồi, để tôi đang nghiên cứu lại cho mình có nghiện hay không rồi. Cái tại vì là các bạn cứ hay hỏi là tuổi cây mới thế nọ thế kia. Các bạn có hình dung là khi các bạn xây nhà mà các cụ phải ghi là tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu không? Tại vì khi các cụ xây nhà hoặc là hoàn thành xong nhà các cụ còn chả nhớ là các cụ xây ngày nào. Cho nên kể cả chuyện Mộc Hương hay là thế nọ cái loại kia thế nọ thế kia ấy mà chồng xuống ruộng nghe xong rồi hỏi tuổi bao nhiêu ấy thì thật ra là không nhớ đâu. Kể cả người chồng chỉ có ước lượng thôi, ví dụ như là bao nhiêu từ cái năm nào nó đại ý nó tầm ví dụ như là tầm 3 đến 5 năm gì đấy. Chứ còn nói nó khó lắm. Bây giờ nhớ thế mẹ là được. Cái ruộng anh Tiến Trái như chồng cái nhài kép này cũng không biết là từ bao giờ nhỉ. Mà đợt đi anh ấy bán đổ xô là 200 triệu hình 300 cây hay sao này. Nó còn bé thế này này. Chả nhớ đâu. Nói chung là nó theo quy cách xong rồi mấy cả cái thứ hai nữa là cái cây cối này này. Nó không đều được đâu. Cây cối này nó có một cái mà nó là thuộc cái phạm trù mà mình không dám nói là vấn đề tâm linh. Mà ví dụ như là 10 cây thì là nó chỉ có mỗi cái là đây này. Ví dụ như 5 cây này này. 5 cây này mỗi cây nó một kiểu. Chứ nó không theo cái kiểu là size S, size M là size M. Đấy, kể cả là Mộc Hương này cũng vậy. Ví dụ như là quy cách gốc thì gốc vanh bao nhiêu. Thoát thân thì đây, mỗi cây nó một kiểu. Mỗi cây một kiểu. Bán cái loại này là 500.000. Bán số lượng. Mẹ tối mù. Chả nhìn thấy mẹ. Đấy, chứ còn nói chung là về vấn đề nông nghiệp này mình cũng hiểu nó nói nhiều. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà trồng cây gì nuôi con gì thì lại tại vì ra ngoài này tối lắm chả nhìn thấy gì đâu, mà ông không nhìn thấy gì đâu. Mười cây chết hết một cây cực cụ á. Thực ra là như cái hàng bầu biết các thứ này thì không chết, nhưng chủ yếu về mọi người như thế nào về cho đạm ấy rồi cho lấn vào gốc thì mẹ nó không chết thì mới là lạ. Cái vấn đề về vấn đề trồng cây với các thứ linh tinh thì tôi sẽ chia sẻ sau, chứ còn dạo này mình cũng đang gọi là trầm cảm cho nên có ấy gì đâu. Loại này 500.000. Ơ, những cây mà không có bầu này là cây bất lại, mà còn những cây từ cái cây đấy mà cây mà không bầu cái bóng là cây kia. Nói thật ra là cái vấn đề nông nghiệp là kể cả vấn đề trồng cây hay tưới mà các bạn không để ý là các bạn cũng không là chết thật đấy. Chứ không phải là tôi nói đùa đâu. Mà nhiều ông kiểu ông đi buôn hay cả ông ấy kiểu ông chán ông không giải thích cho các bạn rồi. Ông làm cho cả quả các bạn mà về trồng mà cây nào cũng sống hết thì bọn tôi là mẹ gì còn việc mà làm. Một điều mà phải nói như thế này này.
là cái cây nó đang đẹp như này về mọi người không biết cách trồng, mới cả không biết cách chăm, không biết cách thế nọ thế kia là chỉ có xấu đi thôi. Thật. Thế rồi không nói cái gì. Ủi thơm thế, tổ sư đó. Tôi vẫn đang nói niên tình tịch đây, bảo là không nói gì. Còn nói về cái vấn đề là trồng cây gì, nuôi con gì đây này, đây nó có nào cái vấn đề này. Cái nhà Nhật này cũng là vấn đề. Và cho mọi người một cái sự lựa chọn. Chứ còn đôi khi mọi người không hiểu gì thì cứ bảo là mộc hương đã là lên đỉnh mấy cả. À bạn Hải Phòng TikTok không à? Hải Phòng TikTok không là cái hỏi cái gì đấy? Hai cây có ship không vậy bác ạ? À? Ôi cái thủy cái kìa, nó mới nhận đơn rồi nó ship. Năm cây nhài này là của khách rồi. Nhưng mà cái tạng này thì nói chung là nếu mà để mà phân loại ra mấy cả thế nọ thế kia thì cũng còn một ruộng nữa. Còn một ruộng nữa. Năm cây này còn một ruộng nữa. Nếu mà cái tạng như thế này là còn một ruộng nữa. Còn một ruộng mà ngày xưa mà có bảo rồi đấy. 200 triệu 300 cây đấy. Tiến trà đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà mua, ví dụ mua lẻ thì lại giá lại khác. Mua số lượng lại giá lại khác. Nó thơm. Nhưng chẳng qua là đang ăn cơm thấy cái cây nhài nó to. Mới cả nó đẹp thì là ra nói chuyện với mọi người về cái vấn đề nhài Nhật này. Ngày xưa thì nói chung là khi mà mình đăng cái cây nhài Nhật này là nhiều ông gọi là không biết gì ấy. Nhiều ông kiểu lơ tơ mơ ấy. À, nhài mình còn chả ăn ai nữa là nhài Nhật. Các ông cứ nghĩ là nhài Nhật là xuất phát từ bên Nhật. Xong rồi nó có thêm một tí gọi là tự hào dân tộc một cách thái quá. Thì cứ cho là nhài Nhật này xuất phát từ bên Nhật đi. Thì các ông cứ thấy cái gì là các ông về ông tị. Nhưng mà riêng bọn này là thơm. Thơm và nói chung là nó cũng là một cái loại mà nó ra hoa quanh năm đấy. Còn việc việc mà trồng bao nhiêu lâu để được cây này thì nói chung là 3 năm, anh được anh trồng đúng 3 năm luôn. Đúng 3 năm à? 3 năm thế này mẹ làm một cái mô hình gọi là nhài Nhật này cũng là cái ấy đấy. Mà nó cũng chậm nữa. Một cây này là cây to nhất mẹ rồi. Cái này là thứ nhất là gốc của nó là vanh của nó như thế này là vanh 14 15 rồi. 15. Vanh của nó 15 còn vanh dưới này phải tầm 18. Rồi có tí thoát thân 2 4. Thoát khoảng tầm 65. Cây này to nhất. Cây này cây ở bên trong này nó lại thoát nhất. Đúng không? Cái màu to làm cây cảm quan cây nó to lên. Bầu dài. Người dài một cái. Cây nó cũng đẹp. Tôi bảo là mấy thì mang về nhà chắc một hàng hôm. Mệt không? À, thì vào lấy quả dừa à? Hai quả dừa ra đây. Đấy để em nó uống chứ cứ hành hạ thế này thanh niên. Và sang bảo bố bảo đi Nhật đi nhất gì cơ mà. Đấy, cái loại này 5 lít. Nhưng mà mỗi tội là TikTok nó không cho bật đèn cho nên cảm giác nó tối không ạ? Ờ 0969 162 214. Đúng không? Tôi đọc đúng số của nó không nhỉ? Đâu nhớ bây giờ tầm này còn nhớ số điện thoại của nó gì đau đầu lắm. Hình như là 0969 162 214 thì phải. Ơ thế là hết rồi à? Hết rồi. Tưởng lại còn bốc đến đêm. Thôi em ngủ đây cho anh quay mất đi. Bây giờ đi sao đây? Ai, ui rồi. Mẹ rồi vậy người ta lại nghĩ là cái kiểu này rồi lại thuê xe của thằng Ninh xong rồi để cây lên xong lại thuê lại để cây xuống như này thì chết thật. Diễn viên làm TikTok này được cái. Cái loại này, loại nhà Nhật này cái gì nó bán 3 triệu. Bên luôn cái này đây này. Ừ. 18. Cái thằng này nó khỏe đây này, nó gồng đây này. Khỏe à, mày cứ nói khỏe đi. Tám cái nào cơ? Tám cái này, tám cái nhỏ này. Thì em bê cái này lên nữa. Ơ, lấy cái ống đục ra chứ nhỉ. Con này thì to, gốc to nhất. Nhưng mà để mà thoát mấy các thứ gì. Có 8 cây ở đâu? Là bọn kia, ôi dồi ôi, này nó thoát. Đấy, cho nên các ông đừng có bảo là mộc hương là đã là hot mới là đã là đắt nhá. Cho nên cho các ông biết là cái loại nhài Nhật này nó không kém phần sang trọng đâu. Cái thứ hai là cái nhài kép cũng không kém phần sang trọng đâu. Cho nên kiểu như kiểu là các bạn, cái loại này nó bán 3 triệu rồi. Nó bán 3 triệu 5 cây này rồi. 3 triệu 5 cây, 3 triệu. Thì 3 triệu 1 cây. Nó bán 5 cây. Thì
Còn thoát thì có con của thằng em Ninh Ninh ấy cũng là thoát. Thì còn ý mình. Ờ mày mang quả ra đây xong không ấy cái. Cái ống hút cho em nó ấy. Nó cũng đẹp mà nó thơm. Hoa quanh năm. Xong này nó lại có cái tí gọi là đổi màu như kiểu thằn lằn ấy. Tức là các bạn phải hình dung là khi nó mới nở ra thì nó tím như này này. Khi nó chuẩn bị tàn là nó trắng. Mà nó thơm. Nó thơm. Kiên là đi Kiên làm video nhài Nhật ở trên TikTok thế là gặp đúng vào đại gia. Đại gia lấy hết. Cầm trên quả dừa. Mà lãi thế thế thì cần phải mày cái gì. Tôi này. Đây là hộp mứt khô cây nhá. Nào đưa đây. Đưa ông út. Đây là anh Bảo. Ngồi đây mà ấy. Ờ nhưng mà đây này. Ờ đây này. Ờ ừ, thương về đi. Ừ. Cái gì đấy? Cái này ăn cùng với phết và bánh mì ấy. Đây, kinh nghiệm phết và bánh mì cả. Đấy. Hai hộp. Để cây nhài nó bán 3 triệu, 3 triệu một cây. Đấy để cho các bạn có cái hình dung là khi mà tôi nói cái vấn đề và tam tuyệt ấy là cái mẹ gì nhỉ? Nhài kép, nhài Nhật với cả Mộc Hương. Thì phải nói thật ra là nhài kép nó không kém phần sang trọng đâu, nó cũng đắt đấy. Mấy cả nhài Nhật này nó cũng đắt này. Cái thứ hai là Mộc Hương chưa là gì, chẳng qua là tại vì nó đang kiểu nhiều người biết đấy, xong rồi nhiều người quan tâm, xong rồi nhiều người ấy thì người ta cứ nghĩ là Mộc Hương nó đang lùa gà, mấy Mộc Hương đang giá cao hơn giá trị thực. Nhưng mà làm gì có giá trị thực khi mà ví dụ như sản phẩm có hay không thôi. Ví dụ như là cái nhài Nhật ấy thế, không có thì không có ở trên thị trường thì là ví dụ như là các bạn cũng hình dung như thế, ở trong làng các bạn mà không có cây nhài Nhật chẳng hạn, tự nhiên có một cây thế là người ta đòi, ví dụ như người ta đòi 10 triệu chẳng hạn, với các bạn thu nhập mà 5 triệu thì các bạn là 10 triệu đắt, mẹ cái thằng kia nó thổi giá như thế nọ thế kia, đợi một thời gian nữa rồi nó sẽ rẻ. Nhưng mà gặp thằng ô tô nó xịch đến chủ nhà đòi 20 triệu thằng ô tô vẫn mua, thế là một lúc sau là tiếc ngẩn tiếc ngơ. Tại vì là nếu các bạn nghĩ là nó cao hơn thị trường hoặc là nó đang được thổi giá, chẳng qua là thu nhập các bạn chưa đủ để tiếp cận đến sản phẩm ấy thôi. Còn khi các bạn có thu nhập, ví dụ như cả làng có một cây như thế này, các bạn vào trả giá, ví dụ thích lắm ấy, vào trả giá cái ông chủ nhà ấy, ông chủ nhà bảo 10 triệu tao mới bán. Các bạn bảo mẹ ông này cứ đòi ngang với giá vàng, thể nào một thời gian sau rồi không ai mua rồi tự nhiên là bán rẻ thôi. Ô mẹ chỉ 1-2 hôm sau tự nhiên thằng ô tô nào đỗ xịch xuống. Lơ ngớ nó bảo cây này bao tiền, ông ấy thì ông ấy bảo là thằng này ô tô, mới cả cái thứ hai là thằng này ở đâu đến, bố mày cứ đòi 20 triệu. Ô nó chồng mẹ 20 triệu nó mua luôn. Thế là ông kia ông ấy ra ông tò te, ông ấy bảo là thế thì mẹ hóa ra cây ấy là 20 triệu, hóa ra là ông chủ ban đầu ông ấy đòi mình 10 triệu là hóa ra là tình làng nghĩa xóm đấy, nhưng đéo mua cơ. Tại vì nói thật ra là khi mọi người nghĩ là nó đang cao hơn giá trị thực, chẳng qua là cao hơn cái sức mua của bản thân các bạn thôi. Còn khi các bạn mà có thu nhập cao đi thì nó lại khác, thì cái cây nhài Nhật này nó không phải là tầm 3 triệu mà nó 5 triệu hoặc 10 triệu, thậm chí là đến tay Lý Nhã Kỳ kéo nó lên đến 30 triệu cơ. Nó kiểu vậy. Đến tay ông nọ ông kia ông chủ tịch tỉnh hoặc thế loại kia kéo nó lên phải lên 20. Thế tôi nói thật, chẳng qua là thu nhập mọi người ví dụ như 3 triệu với 5 triệu mà thu nhập thật thì là mọi người cảm giác là cái loại 3 triệu này chỉ có cho chó thôi chứ ai mua, nhưng toàn thằng chó là toàn thằng giàu hơn các bạn thôi. Đấy các bạn hình dung chưa? Đấy cho nên là khi nhiều khi các bạn cứ hình dung là thu nhập các bạn chỉ có như thế thì cảm giác là cái mẹ gì chúng nó đang thổi giá trị nó cao hơn giá trị thực mới thế nọ, làm gì có giá trị thực khi mà số lượng tức là cung cầu của thị trường nó gặp nhau. Chứ còn nếu mà các bạn không mua được thì nói chung là tại vì là thu nhập các bạn còn thấp thế thôi. Chứ còn nhiều ông này ông chống chế, ông bảo là Ngọc Trinh không thể có được các ông ý, tại vì là thế nọ thế kia, mẹ muốn lắm nhưng mà chưa chắc đã được. Thôi được rồi, tạm biệt mọi người ở video này. Nhưng còn giờ nói chung là nó do cái quy luật khách quan, cung cầu của thị trường nó quyết định. Nhưng còn nói thật ra là ai thổi được giá đâu. Tôi cảm ơn mọi người ở video này nha. Chả biết tắt ở chỗ nào đây này. Đau hết đầu. Đấy, anh mạnh nữa chứ.